Cảnh báo cho những ai đầu tư đất ven đường vành đai 4 khi mà đường vành đai 4 đang khởi công ở khu vực Hà Nội. Anh em thân mến, thì một cái thông tin đó là ngày 25 tháng 6 vừa qua thì đường vành đai 4 được khởi công, và đương nhiên rằng là những cái mảnh đất xung quanh ven ven đường vành đai 4 ý, thì nó sẽ bị sốt lên, được các cái nhà đầu tư họ sẽ đẩy giá lên và đón các nhà đầu tư mà có thể là không hiểu biết và đầu tư vào đó. Thì các bạn thân mến, thì tại sao tôi lại nói cảnh báo? Bởi vì là các bạn thân mến này, nếu mà chúng ta đầu tư bất động sản ở ven ven đường ấy, ven đường thì chúng ta phải đầu tư bất động sản ở cái lối ra vào, lối lên, gần lối lên, lối xuống, tiện. Có nghĩa là khi mình đến đó, có nghĩa là lối lối ra vào của cái đường vành đai 4 đó. Chứ nếu như bạn cứ để ý xem, ví dụ như là nếu mà chúng ta cứ tin tưởng là đầu tư đường thì đất nó sẽ lên giá, đi như các bạn thân mến này, ví dụ như cái đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, thì những cái điểm bạn thấy không, thẳng cánh cò bay, nếu mà mua cạnh đường cao tốc thì đâu có được không nhỉ, đúng không ạ? Không hề phát triển một tí nào. Cho nên là khi mà chúng ta đi đầu tư bất động sản hay đầu tư cái gì đó, chúng ta phải thật sự thông minh. Và tôi nghe mong phong phanh rằng là một số khu vực ở ven đường vành đai 4 vì cái làn sóng này cho nên là đất lên giá. Thì tôi làm video này để cảnh báo với một số nhà đầu tư, cứ đừng, có nghĩa là chúng ta đừng có cứ cái cạnh đường vành đai 4 mà chúng ta mua, mà chúng ta mua đưa đất là chúng ta phải mua gần lối ra vào cái đường vành đai 4 đó, lối ra và lối vào đường vành đai 4 thì mới có thể tăng trưởng được, vì nó tiện giao thông. Nếu như các bạn đầu tư mà cạnh đường vành đai 4 đi chăng nữa mà lại không tiện lối lên đường vành đai 4 thì vất đi rồi. Đấy, cho nên là mình muốn cảnh báo, chỉ cảnh báo cho các bạn như vậy thôi. Tất nhiên là quyết định của các bạn, mỗi người có một cái cách đầu tư khác nhau, chứ không phải lại lao vào cái cơn sốt vào đường vành đai 4 này thì anh em sẽ bị vỡ mộng, mất tiền. Đấy. Thì các bạn có thấy rằng rất nhiều đường cao tốc nhá, rất nhiều đường cao tốc xây lên. Thế nhưng mà cạnh đường cao tốc đó, nếu mà nó không có phải là lối lên, lối xuống của đường cao tốc thì nó sẽ không lên được giá. Mà tất nhiên rằng là nếu các bạn có đầu tư thì các bạn hãy đầu tư gần các cái dự án của các cái ông lớn mà đang xin xây dựng vành đai 4 ấy, như các cái dự án đô thị gần đường vành đai 4 thì có thể đầu tư được. Nhưng mà chớ có đầu tư khi mà nó đã lên giá gấp nhiều lần. Bây giờ vào thì có thể được, nhưng mà đừng có, khi mà đã gấp mấy lần rồi thì các bạn đừng có vào nữa, tránh cái khủng hoảng như thời gian vừa qua trong bất động sản. Đấy, thì mình cũng làm mấy cái phút ngắn ngủi để chia sẻ với anh em như vậy. Hãy đầu tư lối, nếu đầu tư ở đường vành đai 4 thì hãy đầu tư cái lối gần lối ra vào của đường vành đai 4 và gần các cái đô thị, các cái đô. Tôi nghe nói là tôi thấy trong cái dự án đường vành đai 4 ấy, thì có mấy cái dự án bất động sản của các ông lớn thì các bạn có thể đầu tư gần đó, chứ đừng đầu tư cạnh đường vành đai 4 mà không có lối ra lối vào cao tốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chương ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.